những thí sinh tham gia cuộc thi siêu trí tuệ có thể tính nhẩm cực nhanh và chính xác. Có phải họ là những thiên tài với khả năng trời phú? Không đâu, những người đó có một phương pháp học tập đặc biệt thông qua một bộ môn gọi là bảng tính Soroban. Soroban là phương pháp học toán hiệu quả và tối ưu nhất cho sự phát triển trí não con người, vì Soroban hoạt động dựa trên cả hai bán cầu não cùng lúc. Bạn được làm quen với những con số thông qua những hạt được sâu chuỗi trên bàn tính. Nhờ cách học bàn tính, bạn sẽ nhớ và nhạy bén với những con số, thậm chí là một dãy số cực dài. Vậy làm sao để có thể theo đuổi phương pháp này? Big Brain Soroban là phần mềm học và luyện tính nhẩm hiệu quả nhất hiện nay trên thị trường, bao gồm hơn 200 bài học từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp phần mềm luyện tập và sách đi kèm, có thể giúp bạn trở thành một chuyên gia tính nhẩm thực thụ. Tăng cường sức khỏe não bộ cùng Soroban, một sản phẩm của công ty cổ phần đào tạo tâm trí lực.